Lễ khai giảng của trường chuyên biệt Tương Lai sáng nay có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân đến dự và chung vui. Năm học 2022-2023, trường chuyên biệt Tương Lai thành phố Đà Nẵng có hơn 260 học sinh theo học, đa số các em bị khiếm thính, thiểu năng trí tuệ, chậm phát triển. Với các tiết mục văn nghệ vui tươi, phấn khởi do chính các em học sinh khuyết tật biểu diễn đã mang đến cho ngày lễ khai giảng không khí hân hoan, rộn ràng. Dẫu không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, thế nhưng trong vòng tay chở che của gia đình, thầy cô, ngày đầu tựu trường của các em học sinh khuyết tật tại trường chuyên biệt Tương Lai vẫn trọn vẹn và đầy ấp yêu thương. Con cảm thấy rất là vui. Và cuối cùng sau 2-3 đợt dịch thì cuối cùng cũng được tới trường. Nghỉ học cũng vui. Mà nghỉ học có bạn bè. Để giúp các em học sinh khuyết tật nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, trong năm học này, trường chuyên biệt Tương Lai thành phố Đà Nẵng chú trọng phát triển các kỹ năng cho học sinh khuyết tật, đồng thời tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên về chăm sóc, giáo dục trẻ đặc biệt. Qua đó, nâng cao chất lượng dạy và học, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để học sinh khuyết tật phát triển như bao bạn bè cùng trang lứa.